Bạn nên làm gì nếu mà sử dụng những cái vật cầu duyên mà không có hiệu quả? Đây là một câu hỏi mà tôi nhận được từ một vài khách hàng của tôi. Thế và họ nói với cả tôi là em mua cái đá này, rồi em mua cái gì hồ ly. Đấy thì rồi là mấy cái vật vật gì đấy. Thế họ bảo là nếu mà dùng không hiệu quả thì em phải làm như thế nào? Thì tôi sẽ giải đáp câu hỏi đấy như này. Những cái vật cầu duyên ấy, thì cái tác dụng quan trọng nhất mà nó mang tới cho mọi người nó là cái niềm tin. Và niềm tin ấy, thì nó nằm ở tầng tư duy và nó là một trong những điều quan trọng nhất. Và nó vừa là động lực và cũng có thể là rào cản. Tại ví dụ như là tư duy bảo là mình ế, đấy thì tự nhiên có một cái vật nào đó, có một cái vật cầu duyên thì điều đó sẽ khiến cho họ có cảm giác như họ được đổi vận và có cảm giác như họ có niềm tin là tự nhiên bây giờ những điều may mắn sẽ đến với mình. Đấy và khi niềm tin của họ đủ mạnh thì lúc đó những điều kỳ diệu sẽ tới. Thế ví dụ như là mình bình thường thì cũng có người để ý, thế nhưng mà vừa mua cái vật cầu duyên là vừa đi làm cái lễ gì đó liên quan đến tình yêu. Đấy vì về một cái tự nhiên lại có một cái anh tìm hiểu. Thế thì bây giờ mình vừa mới đi làm cái lễ đấy thì mình lại cho mình cái cơ hội để mình tiếp cận đối tượng đấy vì niềm tin mà. Thì mình bảo vừa làm lễ đấy xong thì chắc là mình sẽ gặp được một người phù hợp. Đấy là mình mở cửa và mình cho người đó cơ hội tiếp cận mình sâu hơn. Và thế là tanh tanh, vật phẩm tình yêu đã có tác dụng, tanh tanh, cái lễ gì đó về tình yêu đã khiến cho người đó tìm được mối quan hệ. Thế nhưng mà cũng rất là nhiều trường hợp, đấy rất là nhiều những cô gái độc thân mà làm đủ các thứ lễ và mua các vật phẩm. Đấy và họ vẫn bảo là họ vẫn độc thân, vẫn chưa tìm được mối quan hệ phù hợp. Thế thì cái điều số 1 ấy, niềm tin là rất quan trọng, nhưng mà cái điều số 2 thì tôi tin là nó cũng quan trọng không kém, đó chính là chiến lược. Tôi nghĩ là những cái người đó thì khi mà đã có niềm tin, đấy thì điều số 2 là họ sẽ cần có người dẫn đường, họ sẽ cần có cái phương pháp, cần có người hướng dẫn là ok thế bây giờ làm như thế nào. Đấy thì cái vật phẩm, cái vật mà cầu duyên ấy nó giải quyết cái câu chuyện là ở tầng niềm tin. Đấy, bây giờ mình tin là ok mình gặp may mắn. Thế nhưng mà bây giờ may mắn ấy mà mình không làm gì tiếp mà mình vẫn cứ ngồi đấy dậm chân tại chỗ, mình cứ làm những điều mà mình vẫn làm đấy và mình lại mong muốn đạt được kết quả khác thì nó rất là khó. Đấy cho nên là tôi nghĩ là khi mà đã có cái đà ấy, đã có một cái vật phẩm mà cầu duyên, vật phẩm tình yêu hay là làm cái lễ gì đó đấy thì điều tiếp theo chúng ta cần phải biết chiến lược, chúng ta cần phải biết là phải làm như thế nào. Đấy chúng ta cần phải biết cách là đấy ví dụ như là trong vòng 3 ngày đấy, khi mà năng lượng còn cao đấy, khi mà cái cảm giác may mắn ấy nó còn nóng đấy thì phải làm ngay một cái điều gì đó, phải làm ngay một cái điều, những cái chiến lược gì đó. Thì trong những clip tiếp theo tôi sẽ chia sẻ với bạn là cách cần phải làm như thế nào. Đấy và đừng bỏ lỡ, hãy subscribe ngay vào kênh của Mai Tình Yêu và đừng bỏ lỡ những cái chia sẻ của tôi vào ngày mai, bởi vì tôi sẽ bắt đầu tiết lộ với bạn đây. Ok, hãy đăng ký ngay vào kênh của tôi, hãy đăng ký ngay vào kênh của tôi và hãy comment. Đấy, trước khi mà rời khỏi clip này thì hãy comment ngay ở bên dưới và nói rằng là tôi sẵn sàng có được một tình yêu bền vững. Tôi sẵn sàng có được một tình yêu bền vững. Tôi sẵn sàng có được một tình yêu bền vững. Và đây là cái niềm tin mà tôi mong muốn ngay từ đầu tôi phải cài đặt vào tâm trí của bạn để dọn đường cho bạn cho cái chặng đường tiếp theo mà chúng ta sẽ cùng khám phá trong những video clip YouTube của tôi. Và đừng quên đăng ký vào kênh của Mai Tình Yêu để không bỏ lỡ, và tôi sẽ bắt đầu hướng dẫn cho bạn. Bye bye.